trồng rớt xuống nó mọc sát đất luôn rồi chú Sáu ha. Tuyệt vời luôn, to quá. Sâu đẹp quá, đẹp trai luôn. Đẹp lão luôn. Lát lên YouTube coi nha. Ủa chú Sáu, mít nhà mình đó là ước là mít khôn mà nó to dữ luôn chú Sáu. Dạ. Mình bán mà bây giờ bán người ta vô người ta thầu hết hay sao chú Sáu? Mà nếu mình trồng nữa ngon hơn chú Sáu không? Trống quá. Dạ. Do cái gốc này nó gốc bưởi, cái bưởi này thì nó nhỏ là nó cần, nó thiếu phân hay sao chú Sáu? Cỡ hết rồi. Lâu quá nó cỡ hết rồi, nó lã quá. Dạ. Mộ đây cũng chứ mới làm không có xong.